Tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 4 giờ sáng nay 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Thời tiết khu vực tỉnh Bình Dương nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây, nắng yếu, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.